Bởi Dạ, nếu mà anh không có đi dày quá, có khi 2 tháng anh đi lần, không cần vì không kịp à. Nhưng mà vậy. anh đi thưa, nhưng mà anh đi mặn. Làm chi? Không có một anh nào mà xuống đây mà ngỏ dàn vô sân kinh của anh mà giao ý kiến. Mình đi dinh dưỡng làm sao anh? Ai à, dạ? Con cứ xịt sạp vậy, còn hát kim mà anh không có tưới đâu, anh chơi anh vớt luôn. Dạ, hát Một gốc kim mà anh chơi 4 gốc. à, một gốc vậy là bốn nắm tay của mình, 4 nắm anh à, thì bốn chung bốn quả nắm của mình thì tầm khoảng 200 gram gì vậy, hai đấy. trăm gram Bốn hơn. nắm của anh là bảy bốn Dạ, lạng rồi. tôi bốc bự gì Cứ ra. chơi 4 gốc rồi. Dạ, Nhưng vậy là... mà anh không có đi dày quá, có khi 2 tháng anh đi lần, không cần vì không kịp à. Nhưng mà Dạ. anh đi thưa, nhưng mà anh đi mặn, Dạ. nên là nó ăn xong có khi ai giờ ăn khỏi đi, nó đi tiếp luôn, khỏi nó ăn chưa chưa hết phần, nó chưa hết cái dinh dưỡng mà Dạ. nó ăn chưa hết được, không nổi Dạ. Số lượng mình nhiều quá là bắt đầu là mình đi không sẽ. không khỏe. Bắt đầu đánh nhắn người ta đi 2 lạng phải không anh, cái nhưng mà 2 tháng thì đi 4 lạng. Cho mày vất thí về đấy, mình làm ra mày ăn nó không không bị thiếu. Dạ. Mình sử dụng hắc kim ngâm rồi cái bộ dưỡng cây thì mình tưới làm sao anh? Anh này cái giờ cái gì dòng 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 đỏ dòng hay đồng đỏ xanh? dòng đỏ dòng gì trong cái cam sát đó, Hoàng Thiên Long, Hoàng Thiên cây Long, canh Hoàng Thiên Long, Hoàng Thiên Long rồi cái đi Mirotico và Humix Hoa Kỳ. mới Hoa Kỳ cô mà trội hết tất tật tật và ăn làm đặc lắm rồi ăn tưới luôn, mà Dạ. ăn tưới lần 2 lần à, mà mỗi lần đi thì anh đi đặc, nó không có đi đâu có thời gian đâu mà Anh đi đi màu thừa đi loạn, với mưa vậy là anh đi đặc. Nhưng mà Dạ. mùa mùa nắng mùa mưa này thì anh chăm kinh, nhưng mà mùa nắng thì anh không dám đi, tại vì mùa nắng, tại vì bây giờ mình đi mà nước nôi nó không có chuẩn, mình đi nặng quá sợ nó cháy dễ cháy dùng, nó không không tiếp đứng đủ nước của nó. Cái này nó cũng dễ anh, thì cái bộ dưỡng cây của bộ Hoàng Thiên Long của mình á, hoặc là bộ dưỡng cây cả cái hắc kim nano của mình, thì khi mà mình chuẩn bị đi á cho tưới cho cây của mình thì vào tháng nắng á, thì anh nên là tưới xả nhẹ cho cái bề mặt cái đất của mình á, mà mặt mặt mô của mình á, cho nó có độ ẩm đi, rồi bắt đầu là anh cũng pha cái liều lượng nó đậm đặc. Anh có thể là anh tưới Và xong rồi tưới bắt đầu xong là tưới mở vã nước, nước và mở nước ra để anh nữa, mình anh xả cứ cho tưới nó đặc, lỏng ra là vừa. anh cứ tưới đặc xong bắt Dạ. đầu là anh vã nước lên, Dạ. còn không anh biết anh sao không, anh chơi cho mày vào với cái ông củ tưới luôn, Dạ. anh cho vào khi hút lên đi với lại bếp luôn là Dạ, vừa. tưới kiểu hệ thống hoa đèo. Kiểu như là vào vào đút bê tưới đó, Dạ. rồi mình mở ra cho đi nhẹ nhẹ đi đi lên luôn, Dạ, vậy đi đi vậy lên thì nó luôn khỏe mình hơn, mình nên vận mình hành không tại phải. chỗ, mình pha cái hàm lượng thuốc của mình phối trộn mình sao mà cho Bây giờ anh nó tính đặc ví dụ lại, nó dưới lượng nước mình là lên là vừa. bao nhiêu gốc đấy, anh pha bằng đấy thuốc vào 2 cái phi, xong rồi anh nổ máy lên, anh cho mình nhận nha, mà đi to 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 nhẹ nhẹ đáng nhắm nó lên 1 tiếng, nó lên 20 khối nước vậy, thì trong 1 tiếng đấy nó phải ăn hết 2 cái phi thuốc ấy. À, hai cái phi thuốc của mình. Ừ. Rồi. Bao nhiêu năm rồi anh? 2 năm mấy? Cây này bây giờ mà tính ra là nó Tháng khoảng 7 năm vừa rồi, tháng 8 năm vừa rồi là được 2 năm. Tháng 8 vừa đợt này tháng 8 này là nè. À, mới tháng 8 âm lịch này nay là được 2 năm. tháng 10. Bên này tháng 9. Tháng 10 rồi. Bước vào tháng 9 mình à. Chưa hết tháng 9 mình mà. Tháng Tây. À, tính Tây ha. À, là 16 18 tháng, cây 22 6 tháng. 26 tháng. Dạ. Quá đẹp. 26 tháng rồi con thấy cây sầu riêng mua kinh. Nhưng mấy cây này đã gọn bấm lại, giờ nhìn nhìn lại đâu ra. Nó như mình bấm là gọi là bấm là cũng nặng tay đó, để cho phân cành đó, nhưng mà bây giờ nó xây tàn dinh dưỡng lại, nó xây tàn lại, mình nhìn cây nào như cây nào luôn à, nó đều nhau thân. Nên mình đừng có sợ khi mà mình bấm á, mà bây giờ nói tạo chung tán cho là cây bây mình đừng có giờ sợ cây mình nó có lỏng. ngày mà bảo vừa mua chứ kinh nhau mà đều như bên này hơi bị khó đó. Em thấy là như là tỷ lệ Nó là Bình Phước này chín mươi khó phần hơn trăm nữa. hơn trên 90% là nó đều. Đều à, Ừ. cây đều. Cây đều cây, mà cây nào anh ấy với anh chị cắt sao mà nó toàn ủng mà. Rồi tiếp tục thì mình đi sẽ đi nếu mà nói về mình cắt cành vậy là vẫn có đang sai, chứ nếu mà mình cắt cành kiểu như mấy anh giờ này phải phải đi cắt cành lại hết,
Dạ. Đó, đó đúng ra là cái thời điểm mà cắt cành tạo tán cho cây sầu riêng của mình đó, là từ 5 tuổi là bắt đầu là mình đã bấm rồi. Bấm từ sớm. À, từ sớm từ từ để mình tạo từng nấc một. Còn bây giờ đi giai đoạn này thì mình chưa mua tại vì cây mình nó lực mình chả sợ. Tại cành dưỡng nó nhiều. Vừa nhiều. Dạ. Nếu mà mình tỉa được hôm bữa mà lên mà làm được. Dạ. Bây giờ chị cắt xong rồi thì xịt nó khỏe và đỡ lượng thuốc chị nữa. Âm mà hồi nãy mình tính với anh á là bình quân á là cho là mỗi cây 3 lít thuốc đi nó mới đều. Thì giờ chị cắt đó. Thì em chỉ ví dụ thôi. Thì 7 lít đó đúng không? Chị cắt lại thì bây giờ là số lượng của mình là 2000 cây. Thì mỗi một cây nó giảm lại 1 lít thuốc thôi thì nó sẽ ra được 2000 lít thuốc rồi. Bình quốc của mình giờ này đã chưa làm bao nhiêu nhỏ phải cho ăn đi dinh dưỡng quả nữa chứ. Khu vực mà Bình Phước của mình á thì ở đây thì bắt đầu là bước đầu vào cuối tháng 10. Trong tháng 10 âm lịch á đã bắt đầu mình chuẩn bị cơi để mình làm. Như giờ là những cái bước chuẩn bị cuối rồi đó. Là để tập trung dinh dưỡng vô rồi ngừa nấm bệnh, cắt đi cành bơ những cành vô hiệu để bắt đầu là tháng 10 nó ra như cái cơ đọt này nè. Là bắt đầu là nó đang lụa đúng không? Nó đi một cơ đọt nữa, lá nó lụa. Là bắt đầu là vô lân. Tạo mầm rồi. Mà mình đi lân bột hay lân gì? Mình sẽ đi với cái xô lân bạch long.